chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Chiến dịch bông hồng trắng của tình báo hải ngoại Việt Nam trong việc sở hữu 2 tấn uranium chất làm dầu để chế tạo vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dư luận thế giới một phen xôn xao và chấn động khi thông tin về 2 tấn quặng uranium mất tích ở Campuchia. Được biết chất uranium là hợp chất có thể làm giàu để chế tạo vũ khí hạt nhân. Vậy nguyên nhân vì sao xảy ra sự cố này? Và có phải tình báo Việt Nam chủ mưu đứng đằng sau vi vụ này như dư luận đồn đoán hay không? Và vì sao Việt Nam chi nhiều tỷ đô la mua tiêm kích của Mỹ để đối phó với Trung Quốc? Tất cả đều sẽ được giải mã trong chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe thưa quý vị, theo các thông tin tình báo, để tránh sự phát hiện của vệ tinh, radar của Mỹ, Trung Quốc đã chuyển một lượng lớn chất uranium đến Campuchia nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân để thực hiện cho mưu đồ thống trị khu vực và thế giới, xoán ngôi siêu cường của Mỹ và sẵn sàng thủ đắc và sử dụng loại vũ khí uy lực này để đạt mục đích bất chấp hậu quả và sự lên án của quốc tế. Đứng trước mối đe dọa trên và sau khi thu thập được về việc trung quốc đang tập kết một số lượng chừng 2 tấn quặng này tại một địa điểm bí mật nằm ở một khu vực bí mật ngoài thủ đô phnom penh phía việt nam đã lên kế hoạch sở hữu hoặc phá hủy số uranium này nhiều phương án đã được đưa ra như dùng đặc nhiệm cảm tử dùng các loại miền cực mạnh hiện đại xâm nhập sẵn sàng hy sinh và xóa sổ căn cứ địch ra là căn phòng rất nghiêm ngặt này với hệ thống cảnh báo hiện đại nhiều cơ quan kiểm soát và với khoảng 200 quân đội hỗn hợp Trung Cam thường trực bảo vệ ở đây. Nhưng sau nhiều cuộc họp và tranh luận sơ nổi, phương án dùng quân cảm tử để phá hủy căn cứ trên đã được loại trừ vì có thể gây ra nguy cơ rò rỉ phóng xạ ảnh hưởng cho người dân trong khu vực và có thể gây ra sự hủy diệt hàng loạt. Cuối cùng các lãnh đạo trong Bộ Quốc phòng đã nhất trí với phương án dùng tiền và gái để mua chuộc đám sĩ quan và lính ở đây để chúng đem hai tấn quặng này giao cho phía Việt Nam. Chiến dịch mang mật danh bông hồng trắng đã ra đời với sự huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ và một ngân sách lên tới 1 tỷ đô la để thực hiện chiến dịch trọng đại này. Sau một thời gian dài điều nghiên, sử dụng tiền và gái để mua chuộc khoảng 20 tên sĩ quan cao cấp và lính của Trung Quốc lẫn Campuchia. Vào đêm ngày 14 tháng 3 vừa qua, Số sĩ quan và lính trên đã tìm được cách chở hết 2 tấn quặng uranium đem giao cho phía Việt Nam tại một khu rừng ở tỉnh Cần Đan, nơi giáp ranh với tỉnh An Giang. Sau đó được các đặc nhiệm chở về phía bên kia biên giới, số sĩ quan và binh lính sau khi thực hiện xong phi vụ này cũng đã tìm cách bỏ trốn khi nhờ vào sự giúp đỡ của Việt Nam. Và theo các nguồn tin mật chúng tôi có được, với lời hứa giúp cho số sĩ quan và binh lính trên sang Việt Nam và sau đó sẽ tìm cơ hội để được đi đến nước thứ ba. Thì trên đường tới Long Xuyên, đặc nhiệm Việt Nam đã thủ tiêu toàn bộ 20 tên sĩ quan và lính trên, thu lại hết số tiền mà phía Việt Nam đã bỏ ra. Sau sự kiện trên, các cố vấn Trung Quốc và chính quyền Hun Sen như lòng lộn, lo lắng nhưng không dám làm lớn chuyện vì hành động mờ ám của mình các chuyên gia Trung Quốc đã phát hiện 10 thùng chứa uranium tự nhiên ở dạng quặng, cùng số binh lính mất tích, không còn hiện diện tại căn cứ, nên đã nhanh chóng lập ban chuyên án để tiến hành điều tra. Diễn biến tiếp theo và thực hư sự kiện đang làm chấn động giới lãnh đạo Trung Quốc và Campuchia cũng như thế giới này ra sao. Chúng tôi sẽ kiểm chứng, tiếp tục theo dõi và cung cấp cho quý vị khi có được những thông tin mới nhất. Trong diễn biến liên quan, để đối phó với mối đe dọa xâm lược từ Trung Quốc, Việt Nam đã duyệt kế hoạch trị giá gần 3 tỷ USD để mua tiêm kích F-35A của Mỹ, song chưa rõ số lượng. Kính thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam thông báo chính phủ Việt Nam phê duyệt kế hoạch trị giá 2,85 tỷ USD để mua tiêm kích F-35A do Mỹ chế tạo, dự kiến bàn giao vào năm 2028 chưa rõ số lượng tiêm kích F-35 mà Việt Nam dự định mua thêm là bao nhiêu. Không quân Việt Nam hiện đang vận hành 40 tiêm kích F-35A và quân chủng này dự định mua thêm 20 chiếc nữa. Hải quân Việt Nam dự định mua 20 chiếc F-35B, song Quốc hội chưa chấp thuận. Chính phủ Việt Nam cũng phê duyệt kế hoạch mua tên lửa phòng không SM-6 trị giá 582,8 triệu USD, dự kiến diễn ra theo 2 giai đoạn. Số tên lửa này sẽ được trang bị cho biến thể đời 2 của các khu trục hạm mang tên các vị vua với hệ thống điều cụ, điều vũ khí Azi. Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 15 tháng 3 khẳng định họ muốn nâng cấp tàu sân bay vừa mới hạ thủy, cho biết sẽ sớm nghiên cứu khả năng phát triển chiến hạm có lượng dạng nước 50.000 tấn. Ngoài ra, Việt Nam có thể phát triển biến thể tàu sân bay của tiêm kích KF-21 nếu chính phủ phân bổ đủ kinh phí. Việt Nam từng đưa ra ý tưởng phát triển tàu sân bay với lượng giải nước 30.000 tấn phục vụ F-35B, mẫu tiêm kích có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Tuy nhiên, biến thể tiêm kích hàm KF-21 yêu cầu tàu sân bay có máy phóng và hệ thống hỗ trợ hạ cánh phức tạp hơn so với chiến hạm vận hành. F-35B. Chính phủ Việt Nam công bố kế hoạch mua tiêm kích F-35 và tên lửa phòng không SM-6 trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gần đây leo thang. Việt Nam cũng vừa mới công bố sách trắng quốc phòng năm 2022, lần đầu sau nhiều thập kỷ gọi Trung Quốc là kẻ thù và báo hiệu lập trường cứng gắn hơn. Theo sách trắng, Trung Quốc đã thực hiện nhiều hành động thù địch trong mấy năm gần đây vi phạm cam kết của lãnh đạo hai nước các hành động được liệt kê như triển khai máy bay không người lái xâm nhập không phận Việt Nam, gây hấn ở Biển Đông và xâm nhập tấn công vào nhiều vùng lãnh thổ ở khu vực biên giới của Việt Nam. Trong một diễn biến liên quan, thêm thanh niên bị xử phạt vì chuyển cuộc gọi đòi, đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với TCM, 22 tuổi, chú ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vì chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công An. Cụ thể, phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với TCM, 22 tuổi, chú ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam theo điểm e, khoảng 3, điều 102, nghị định 15 trên ND, CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của chính phủ. Ngay sau khi có quyết định xử phạt, TCM đã chấp hành việc nộp phạt. Trước đó khoảng cuối tháng 12 năm 2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân, TCM đã vay tiền qua một số app trên điện thoại di động. Do chậm trả tiền vay nên TCM bị các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, sim rác thường xuyên nhắn tin, gọi điện đòi nợ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và uy tín của mình. TCM đã lên mạng tìm hiểu và sử dụng dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi của các số máy lạ gọi đến điện thoại của mình đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an để không bị làm phiền. Hành vi của TCM đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin phản ánh qua đường dây điện thoại nóng của cơ quan chức năng bộ công an. Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua các app trên điện thoại di động, tránh bị làm phiền, đồng thời không được sử dụng dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi đến các tổ chức cá nhân khi chưa được sự đồng ý, nhất là đường dây nóng của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Trong một diễn biến liên quan, bắt hai đối tượng mua bán ma túy trộn lẫn trong thuốc lá điện tử, giám định một số mẫu vật cơ quan công an thu giữ được cho thấy Mẫu ma túy mới được đem trộn lẫn trong các hoạt chất của các loại thuốc lá điện tử rất khó để nhận biết và phát hiện, chủ yếu bán cho giới trẻ và học sinh. Ngày 17 tháng 3, công an thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã ra các quyết định khởi tố hai vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trung Hậu, sinh năm 1994, trú tại phường Minh Khai và Nguyễn Phương Anh, sinh năm 1995 trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 3, tại hai địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Giang, Hậu và Phương Anh đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho người sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Tan vật thu giữ gồm nhiều hộp thuốc lá điện tử có in chữ nước ngoài với nhiều màu sắc khác nhau. Theo kết luận của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, trong các mẫu vật gửi giám định có chứa chất ma túy ADB, Butinaca. Đây là loại ma túy mới được bổ sung trong danh mục các chất ma túy theo Nghị định số 57 trên 2022 cho NDCP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của chính phủ. Ở điều kiện bình thường, chất này tồn tại ở thể rắn. Đáng lưu ý, đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi của các đối tượng chất ma túy mới được trộn lẫn trong các hoạt chất của các loại thuốc lá điện tử rất khó để nhận biết và phát hiện, chủ yếu bán cho giới trẻ và học sinh. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Tuyên bố sắp bị bắt, ông Trump tiên hạ thủ vi cường. Ông Donald Trump kêu gọi người ủng hộ biểu tình nhằm ngăn chặn chiến dịch săn phù thủy của đối thủ đảng Dân Chủ trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, cựu tổng thống Donald Trump đã chính thức xác nhận sẽ tham gia đường đua vào Nhà Trắng một lần nữa. Các cuộc thăm dò do truyền thông Mỹ thực hiện cũng cho thấy vị cựu tổng thống 76 tuổi đang dẫn đầu cho đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa với tỷ lệ 43% so với 31% của người xếp sau là thống đốc Florida Ron người vẫn chưa tuyên bố tranh cử. Trong bối cảnh đó, hôm ngày 18 tháng 3, ông Trump bất ngờ tuyên bố mình sắp bị bắt và đã kêu gọi người ủng hộ biểu tình nhằm ngăn chặn chiến dịch săn phù thủy với mục đích chính trị rõ ràng của đảng Dân Chủ. Những lời kêu gọi biểu tình được ông Trump viết trên mạng xã hội đã đến lúc chúng ta không thể cho phép điều này nữa. Họ đang phá hoại đất nước của chúng ta. Chúng ta phải cứu nước Mỹ. Phản đối, phản đối, phản đối. AP nhận định thông điệp của cựu Tổng thống Donald Trump dường như nhằm ngăn chặn một cáo trạng truy tố chính thức từ các công tố viên quận Manhattan thuộc thành phố New York. Trước đó, ông Trump nói rằng những thông tin gò rỉ bất hợp pháp từ văn phòng công tố quận Manhattan cho thấy ông sẽ bị bắt vào ngày 21 tháng 3, nhưng ông không cho biết với tội danh gì. Văn phòng biện lý quận Manhattan, Advin Brad, vào đầu năm đã bắt đầu trình bày bằng chứng cho đại bồi thẩm đoàn điều tra khoảng lót tay 130.000 USD mà Maitri Cohen, cụ luật sư riêng của ông Trump, đã trả cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Dennis để bịt miệng bà này trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2016. Nữ diễn viên phim Người lớn Dennis, tên thật là Stephanie Clifford, nói rằng giữa mình và ông Trump đã ngoại tình một thập kỷ trước đó Đáp lại, ông Trump phủ nhận hoàn toàn. Sau đó, ông thắng cử và trở thành Tổng thống Mỹ giai đoạn năm 2017 đến 2021. Theo luật sư của ông Trump là Susan Netrelick, văn phòng của biện lý Black vào đầu tháng này đã mời ông Trump ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn đang điều tra các khoản tiền bịt miệng. Các chuyên gia pháp lý cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy một bản cáo trạng đã cận kề nhóm pháp lý của ông Trung đã chuẩn, chuẩn bị sẵn kịch bản cho các bước tiếp theo. Ngoài cáo buộc trên, cựu Tổng thống Donald Trump đang dính phải một loạt cáo buộc pháp lý khác bao gồm nỗ lực lực ngược kết quả bầu cử năm 2020 mà đỉnh điểm là người ủng hộ ông đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm ngày 6 tháng 1 năm 2021, cất giữ các tài liệu mật của chính phủ sau khi rời nhiệm sở, gian lận thuế của tập đoàn Trump Organization ông trump đã gọi các cuộc cáo buộc nhắm vào mình là âm mưu chính trị và ví đây là chiến dịch săn phù thủy của đảng dân chủ không rõ những người ủng hộ có chú ý đến lời kêu gọi biểu tình lần này của ông trump hay không và liệu những lời kêu gọi của ông còn sức nặng như thời còn đương chức hay không dẫu vậy sau bài đăng của ông trump chủ tịch hạ viện mỹ kevin mccarthy đã chỉ trích bất kỳ kế hoạch truy tố nào đối với cựu tổng thống mỹ Ông McCarthy, thành viên đảng Cộng hòa, nói rằng nếu điều đó xảy ra là sự lạm quyền thái quá và sự trả thù chính trị. Trong một diễn biến liên quan, đơn vị biệt kích Ukraine ngăn Nga khép gọng kìm quanh Bamos, ẩn mình trong một cánh gừng nhỏ. Thủ lĩnh đơn vị biệt kích Ukraine thông báo nhanh cho các binh sĩ của mình trước sứ mạng đối phó với cuộc tấn công của Nga nhằm chiếm giữ. Lực lượng đặc biệt Ukraine làm điều đó với mục đích bảo vệ ngôi làng Gigovica gần đó, cách ba mét khoảng 10 km về phía tây bắc, nơi đang hứng chịu đợt pháo kích dữ dội của Nga. Nếu binh lính chính quy Nga và nhóm quân sự tư nhân Quayner chiếm được ngôi làng, bước tiến đó sẽ giúp họ khép chặt gọng kìm xung quanh ba mét, trung tâm của trận chiến dài nhất và đảm máu nhất trong cuộc xung đột Ukraine. Chúng tôi đang bảo vệ các cao điểm gần ngôi làng, Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn cuộc tấn công của kẻ thù và hỗ trợ phá binh cho bộ binh của chúng tôi. Chỉ huy nhóm biệt kích nói với phóng viên AFP nhưng từ chối nêu tên. Mặc đồ ngụy trang, đội mũ sắt và mang chiếc ba lô nhỏ, các binh sĩ tinh nhuệ được trang bị súng trường tấn công TAR-21, một thiết kế của Israel được sản xuất nhượng quyền ở Ukraine. Hầu như không có sự im lặng nào kéo dài hơn 10 giây gần 3 m Pháo binh Ukraine và những đợt pháo kích mạnh mẽ của Nga gần đó liên tục vang lên. Chỉ cách làng Gigo Giska vài km về phía tây, gần tiền tuyến, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga vào các làng Oghi, hovo Vasilika và Bodanika. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vào sáng ngày 16 tháng 3, tình hình khó khăn, tình hình rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang kiểm soát được. Viên chỉ huy biệt kích 45 tuổi nói trong lúc tạm dừng bước giữa những quả đạn pháo nổ cách đó vài trăm mét. Chúng tôi có thể chiến đấu, đó là điều chắc chắn, nhưng kẻ thù luôn có lợi thế về pháo binh. Chúng tôi đang bị tổn thất vì số lượng pháo binh khổng lồ của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải lùi lại, nhưng đôi khi chúng tôi vẫn tiến lên, viên sĩ quan nói. Họ đang cố chiếm Budanica, sau đó là Chasija để bao vây xung quanh Ba Mết, ông cho biết thêm. Chasia, một thị trấn nhỏ, nằm ngay phía tay Ba Mết, hiện cũng bị đe dọa bởi lực lượng Nga đang tìm cách giết gọng kìm. Tuần này, đạn phúc pho trắng đã được bắn vào Chasia, đốt cháy thảm thực vật, thực vật ở một khu vực không có người ở. Từ đầu tháng 1, các lực lượng Nga đã cắt đứt đường cao tốc nối Ba Mết với Sovian, một trung tâm lớn của khu vực gần thành phố Ramasok và kể từ đó tiền tuyến đã ổn định. Tại thị trấn nhỏ Bivia, cách mặt trận khoảng 2 km, một người lính mang biệt danh Gomel chỉ huy một đồn của Ukraine nói Chúng tôi đang giữ vị trí này. Anh nói với AFP, người Nga đã đẩy mạnh tấn công khoảng một tuần nay họ đang tiến về phía Bamos, đó là ưu tiên của họ. Ở đây, pháo binh yên tĩnh hơn và hoạt động chính là máy bay không người lái. Max, 40 tuổi, Người điều khiển máy bay không người lái có biệt danh Argo Bomber đang ngồi một mình trong chiếc xe tải bên đường, tay cầm điều khiển từ xa, mắt dán vào màn hình. Anh vừa phóng một chiếc máy bay không người lái nhỏ được trang bị một quả lựu đạn. Chiếc UAV này bay về phía khu rừng, cách các vị trí của Nga khoảng 6 km.